lời người sáng người chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên hàn. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trung dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân tiếng chưa chan cõi. Chương 6 câu 24 đến 35. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-xu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phát-na-um tìm kiếm người. Khi đã gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giê-xu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thật. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Hãy tìm bánh hằng sống Giê-xu. Phúc âm chương 6 tin mừng Gioan được đưa vào giữa năm phụng vụ, làm gián đoạn tin mừng Mát-cô đang được đọc trong mùa thường niên B, khởi đi từ việc thấy dân chúng theo mình rất đông. Chúa Giê-xu đã chặn lòng thương, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Họ theo Chúa vì cái bụng, Chúa không hài lòng nên trách móc: Các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Chúa gợi lên cho họ lòng khát vọng tìm kiếm thay lương thực trường tồn là chính Chúa, là tin vào người. Manna của anh trong sa mạc. Nếu như vào một buổi sáng nọ, con cái Israel thấy có một thứ gì nho nhỏ mịn mà như xương muối phủ mặt đất, họ liền hỏi nhau: Manhu nghĩa là cái gì đây? Ngày hôm nay chúng ta cũng hỏi nhau: Manna là cái gì? Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với dân mà Ngài đã cưu mang và dẫn ra khỏi Ai Cập, trên hành trình về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn, Ngài đã ban cho họ Manna. Theo Mô-xê, đó là bánh Thiên Chúa ban, làm của ăn, không chỉ làm lương thịt đi đường mà còn giáo huấn họ về lòng yêu thương vô cùng của Chúa.
dân Israel vẫn quan niệm ông Môsê là người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉnh sửa lại là chính Thiên Chúa chứ không phải ông Môsê là đấng cho họ ăn trong sa mạc. Đồng thời mời gọi họ nhìn nhận và tin vào chính người là bánh đích thực do Thiên Chúa của cha ông họ gửi đến lúc này đây. Bánh Giêsu. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng được no nê tùy thích, tưởng rằng thời Mê-si-a đã đến. Họ muốn tôn Chúa làm vua nên tìm theo Chúa. Gặp họ, Chúa muốn họ đi xa hơn. Đã mất công tìm kiếm thì hãy ra công làm việc, không phải vì của anh hay hư nát, nhưng vì của anh tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Chúa gửi lên cho nơi họ lòng khát vọng trường tồn, khiến họ đặt câu hỏi: chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Câu hỏi xem ra không có gì liên quan đến Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vẫn có một tương quan, đó là công việc. Chúa chỉ cho họ: công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào đấng mà Ngài sai đến. Đức tin là điều căn bản. Đây không phải là theo một ý tưởng, một dự án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu, một người sống động, để cho mình được Chúa và tin mừng của Chúa lôi cuốn. Chúa Giêsu mời gọi dân chúng không dừng lại ở chân trời thuần túy nhân loại, nhưng mở rộng tới chân trời của Thiên Chúa, chân trời của niềm tin. Người chỉ đòi hỏi một công việc duy nhất là tiếp nhận chương trình của Chúa Thiên Chúa, nghĩa là tin nơi đấng Thiên Chúa đã sai đến. Chúa Giêsu đã tự hiến chính mình, trở nên bánh đích thực, bánh từ trời xuống. Chính người là lời hằng sống của Chúa Cha. Gặp gỡ người là chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa hằng sống. Thật, không phải dễ để dân chúng tin vào người. Họ đòi dấu lạ, gợi nhớ manna, bánh mà cha ông họ đã ăn trong sa mạc, để giúp họ hiểu ý nghĩa sâu xa của phép lạ Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn một cách lạ lùng cái đói thể lý của họ. Người mời gọi họ đón nhận lời loan báo chính người là bánh từ trời xuống, làm cho họ thỏa mãn một cách vĩnh viễn. Nếu như cha ông họ trong hành trình dài trong sa mạc đã sống kinh nghiệm về thứ bánh từ trời xuống là manna dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa, giờ đây Chúa Giêsu nói về chính người là bánh từ trời xuống có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà luôn mãi. Người là lương thịt ban sự sống vĩnh cửu, bởi vì người là con một Thiên Chúa ở trong lòng Thiên Chúa Cha để đến trao ban cho con người sự sống tràn đầy và đưa con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định với họ rằng chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Người là bánh từ trời xuống làm cho no thỏa cái đói tinh thần con người. Người là lời của Thiên Chúa nhập thể làm no thỏa cái đói khát của linh hồn con người một cách vĩnh viễn. Theo Thánh Augustino, Chúa Giêsu khẳng định người là bánh từ trời xuống và mời gọi dân chúng tin vào người. Thật ra, ăn bánh hàng sống có nghĩa là tin vào Chúa. Ai ăn thì tin và ai tin thì ăn. Trong một cách vô hình họ được no thỏa, cũng như trong một cách vô hình họ tái sinh vào một cuộc sống sâu xa hơn, đích thực hơn. Họ tái sinh từ bên trong, trong nơi sâu thẳm của họ, và họ trở nên một con người mới. Thánh thể thần lương vượt thế trần. Nếu như trong sa mạc,
Manna là quà tặng do lòng thương xót của Chúa dành cho dân, thì hôm nay lòng thương xót ấy là Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa, đến tự hiến mình làm thần lương, không chỉ nuôi linh hồn mà còn củng cố khả năng hướng thiện của người khác rước lấy. Manna xưa chỉ là phương tiện cứu đói tạm thời, nay mình máu thánh Chúa là lương thực giúp người tín hữu có đủ sức, đủ nghị lực vượt qua trần thế về tới quê trời vĩnh phúc. Trong sa mạc, Manna chứng tỏ Chúa không bỏ dân của Chúa. Ngày nay Chúa ở giữa hội thánh và trong thế giới bằng chính mình trong bí tích thánh thể. Nhờ bí tích thánh thể, người cô đơn tìm được nguồn an ủi, người yếu đuối tìm được sức mạnh, người tội lỗi tìm được nơi tha thứ, người đau yếu tìm được ơn chữa lành,